Kính thưa quý vị, chúng ta đã trải qua những trải nghiệm về sự rạn nứt, đổ vỡ và nhìn lại. Bây giờ, trước khi bước qua một phần lớn còn lại của chương trình là tỉnh ngộ, chúng ta hãy cùng tĩnh tâm vài phút. Mời quý vị hãy ngồi yên vị trí của mình, thả người trên lưng ghế, thả lỏng hai cẳng chân và hai cánh tay. Mình có thể đặt hai cánh tay ở đâu cũng được, trên bắp chân hoặc là ở trên cạnh ghế. Từ từ khép mắt lại, trở về với chính mình, không rượt đuổi theo những suy nghĩ, sự tưởng tượng, sự kết nối với quá khứ nữa, cũng không liên tưởng tới những giây phút của tương lai, của những dự đoán. Chỉ có mặt trong giây phút này, chỉ có ta và chính ta thôi. Cảm nhận đôi mắt đang khép nhẹ, và hãy nở nụ cười hàm tiếu. Cảm nhận đôi môi cũng đang căng nhẹ. Toàn bộ cơ bắp trên gương mặt cũng được thả lỏng, thư giãn. Hãy tiếp tục thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay và các ngón tay. Thả lỏng hai bắp chân, cẳng chân và các ngón chân. Tôi đang trở về với chính tôi đây. Tôi đang kết nối rất sâu với chính tôi đây. Tâm tôi đã bắt tay gặp mặt, kết nối với thân tôi. Tôi đang cần được như vậy. Không tranh đấu hơn thua nữa, không có đúng sai nữa. Chỉ có sự dừng lại, sự tĩnh lặng và bình yên. Tôi bắt đầu nghe hơi thở của tôi đi vào, đi ra. Bụng tôi cũng tự nhiên phồng lên một chút rồi lại xẹp xuống. Hay là hơi thở đi vào trong đường mũi, đi vào, đi ra. Tôi biết tôi đang thở. Đây là hơi thở vào và đây là hơi thở ra. Tôi biết rất rõ về tình trạng của tôi, ít nhất là tình trạng của hơi thở tôi, của thân thể tôi, và hơn nữa là cảm thọ, cảm giác và cảm xúc trong tôi lúc này. Tôi đang dần tỉnh ra để nhìn nhận những giá trị sâu sắc hơn nữa trong lòng của mình và trong lòng người khác. Ước gì tôi luôn nhớ, thường xuyên quay về với chính mình như vậy, để luôn có những giây phút thật sâu lắng, thật minh tuệ. Có những giây phút mà mình không cần phải rượt đuổi theo ai, không cần phải đối phó, trình diễn. Chỉ cần ngồi yên xuống, tất cả những điều kiện đã sẵn sàng. Ta chỉ cần sẵn sàng ngồi yên xuống, thả lỏng, giữ tâm ý liên tục trên các đối tượng đang có mặt trong hiện tại, và đặc biệt là các đối tượng đang có mặt trên thân thể của mình. Thở vào, thở ra. Tôi đang bắt đầu tái sinh qua một trạng thái mới của tâm thức, đó là bình yên.